Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Nhân Giả Đồng Quê. Chào cả nhà. Sau những ngày làm việc vất vả, ông bà cô chú ơi, thì hôm nay Diền sẽ nấu cái nồi lẩu vịt nấu chao để chiêu đãi các cô phụ làm sau những ngày gầm nha ông bà cô chú. Thì những ngày gầm thì ai cũng vất vả hết trơn á, là bỏ chồng bỏ con từ sáng tới chiều. Rồi hôm nay là Diền có mua ba con vịt nè, để nấu một nồi lẩu nấu chao nha. Ôi vịt nó rất là ngon luôn bà con. Đây thịt không à. Này là hai con vịt xiêm với lại một con vịt ta. Xiêm thì bộ lông nó đậm màu hơn, vịt ta thì nó trắng cái da nó hơn. Mà nó thịt theo nó ít mỡ hơn là vịt ta ha. Đúng rồi, nó sẽ ngon hơn. Đó. Thì không những có vịt nấu chao, Diền có mua thêm một ít trái cây nữa nè cả nhà. Này là táo. Táo này thấy nó ngọt nè, cho nên Diền mua. Với lại ít trái thanh long. Thanh long thấy cái màu cũng đẹp lắm mà, sao mà chua ta. Với lại muốn ngon ít trái nhỏ nhỏ nè. Ăn vịt lẩu vịt nấu chao thì kèm có rau muống với lại bún. Bạo lực, bạo lực quá. Ê, chặt khúc, chặt khúc. Mạnh mẽ. Vịt nấu chao thì trong đó là có chuối sáp. Khoai lang với lại khoai cao, thêm ít củ hành nữa cho nó thơm. Thì mình nấu nước dừa nghe cả nhà. Bữa nay là tẩm bổ một bữa. Này là khoai cao nè, khoai cao này khoai cao bự hơn nữa nè. Vậy phải đi từ thiện làm gì? Sau những ngày mệt mỏi của từ thiện mình sẽ được ăn vui không, vui không? Vui. Quá vui. Những ngày tôi phải mình cho không đúng không? Mình sẽ được đền đáp lại. Thì trước tiên thì chị có bảy chị ó ra trước rồi. Tí xíu nữa thì bắt năm chị Ba Đỉnh, thím hai với thím ba đầu ra sau. Khoai lang ngon nè. Bữa nào mình chiên khoai lang bán nữa rồi. Khoai lang sữa dừa. Chiên khoai lang sữa dừa, món đó chưa bán lần nào. Mới có cho thôi. Lấy bao tài á mới được. Ô, dâu nữa kìa. Thanh long nó ngọt đó, thẳng da. Nảy ra tay quá mạnh dạng. Mình âm không, ở đây âm không. Thắng lộ. Thắng quà thắng lộ. Hôm nay mình nấu một cái lẩu gọn ghẻ thôi cả nhà ơi, lặn cho đừng có làm nhiều á, ăn cho nó ngon tí xíu. Này làm cũng đơn giản, chị bắt lên khử cái là chín rồi. Món một vậy là ăn cho nó ngon mà nó đỡ cực nữa, mà mình làm nhiều xíu. Nấu nhiều nó cũng vô đó là cũng ngon à. Chán rau tụng là quýt. Làm cái gì cũng vậy hết trơn á. Thể mà làm giống như là nó mệt quá là ăn không có biết ngon gì hết. Sao mấy ngày vất vả? Hình như chị ó không có vất vả ta ơi. Đúng rồi. Bởi vì ta ăn ngon. Ta ăn ngon mà. Ta đâu có bỏ chồng bỏ con. Nhớ chị ó đâu có vất vả đâu. Ta cũng khó nữa là không được. Nãy giờ là mở cửa ta, mắc ta, không, cái đó là ta cũng nữa là đường gạo tiêu cái thằng mắc mở cửa ta tao cửa người ta đi rồi ngốc với mình mới có nửa trên nửa ngày à, có nửa động à. Cái như nhà của bên chồng chị ó có đám á, cho nên là dì dứ chớ đối với chị ó là những cái việc này là không có thể nào mà thiếu vắng mặt chị được chứ. Là một người vô thảo
Rau cho người ta làm tốt. Tuy mẹ chết nhưng con thì vẫn hiếu thảo. Không, không, mẹ chồng thương chị ó lắm đó mẹ. Đúng rồi. Phải mà chị ó ở nhà là cũng te tua tơi tả hết trơn rồi. Nhờ hơn đó. Bởi vậy. Nhờ hơn. Đây là cho ăn cả nhà mình sẽ nghiền nó ra. Giờ mình sẽ cho gia vị vào. Không, mớ cái nữa đi bạn. Massage cho em dịch. Nó đậm đà. Miếng hai cục cái nữa thôi. Chao này chắc ngon cả nhà ơi. Mình thấy nó dậy mùi nè. Dạ, ta ngon đó, tâm hồn cho nó thanh thản mà ăn cho nó ngon. Dạ, mình bật mí cho cả nhà nghe. Mình ăn tương tiêu quá tốt rồi. Ăn tương mà tâm mình bay bẩm đâu á. Tới tầng mấy rồi? Tầng 21. Qua tầng 18 rồi hả? Tầng 18 còn cao lắm, tầng 21. 21 mới chịu rồi nghe. Mình sẽ cho gia vị vào theo tâm linh của mình thôi nha. Tâm linh. Cái tiếng gọi của con tim. Ba em đi. Có gì mình sẽ thêm một bộ thêm bảy chặt được nó nghe ở nhà con bột nó xe muốn gửi ba muốn đường thì muốn gửi hạt nêm hơi nhiều rồi phải không giúp muỗng bột ngọt chắc nó không có mất chi nhớ đâu nha muỗng bột ngọt đây tự hỏi tự trả lời đi. Bây giờ cái vụ này em cũng thí thí chứ em không có Nãy cho mình nêm nếm gia vị cho nó thấm gia vị miếng vịt được rồi. Tí xíu nữa lên lò mình nêm nếm lại. Có thợ điều chỉnh gia vị lại. Mình chỉ tới đây là hết. Này nếu mà vịt nấu chao mà có chuối xếp, chuối sáp nữa là hết sảy không bà bảy nghe cả nhà. Bà bảy này bà làm hết biết đường nói luôn. Thiệt chứ. Tưởng tượng bà bảy nói qua. Thì tránh cái được quyết ra đi. Chút nữa cái em cái đó không sao đâu. Sợ nó bể. Không. Đây nó chín rồi không bể. Sao chứ sao nó này thấy nó ngon rồi. Nhìn thử cũng không thấy. Nhìn thử nếm thử ra. Thơm quá thơm. Quá ngon. Lát ngồi gần chị ó chứ không ngồi gần bảy đâu. Bảy không ăn rau rồi cái mình ngồi cái bên cũng không thấy thèm. Không có cái gì ngon. Cả nhà ơi, tới giờ mình theo mấy chị mình mới ăn được ít thôi rau thôi. Cái hồi đó ở với mẹ ruột là không có ăn được cây cộng rau gì hết. Ai mà bán đồ gãy được cho bà bảy chưa? Không, sống cảnh nghèo chứ không có biết ăn rau. Chỉ ăn con cá hủng hỉnh thì được, nhỏ nhỏ thì được. Không có được ăn thịt như người ta. Mà vẫn thấy ngon nha. Tới bây giờ mà cả người vẫn còn nhớ cảm giác mẹ kho cá lòng tông bay với tiêu. Ngon ơi là ngon. Nó, mình ướp xong rồi để ra tầm 5-10 phút đi cho nó thấm cái đi. Cái đồ tẩn liệm này xong hết là mình nấu là vừa. Tư sẽ massage cho em máy thấm. Thử vô. Hay đợi chút nó phi. Thử nha. Thử tại vì mình thử ra thôi mà nó ướt nó sát. Sấy ướt chuối mùa nước nổi này nó không có được ú không? Nó bị hát á. Mưa nó thơm quá nè. Chuối giò cui á. Ở giờ ăn dẻo dữ lắm. Chuối giò cui suy nghĩ. Suy nghĩ à? Chở đâu ra? Đưa một đường đó cho em ơi. Ăn nó ngon. Mà nấu cái nước thì nó hơi... Nó không được ngọt. Nó không có được ngọt. Nó không chát. Đây, bắt năm, thêm hai ra rồi nè cả nhà ơi. Chị Ba Đỉnh. Còn bà Ba thì bị lụm rồi. Này bà bị bận rồi cả nhà ơi. Còn thêm nữa để nó đi. Còn rửa xả
qua cái gầm này là lụm hết hai người rồi. Bà hai, bà ba. Em ba, em dâu hoàng sao bà hai. Không thể bắt ăn quá. Đây, khoai này bắt nấm trắng nha ngay cả nhà. Anh những cái bụng này nè. Lát ăn trúng một miếng khoai cái là nó ngon cực kỳ luôn. Khoai dẻo ha. Mua 2 ký hết 1 ký. Mua khoai cao luôn. Tụi hai mua 2 ký khoai lụm hết 1 ký rồi. Mẹ thì làm nước chấm. Giờ là 7 thợ nấu chợ mới vô nấu luôn nghe cả nhà. Từ tối này làm cái này hết hay là chừa bên kia? Muốn thử là thêm hết thì bằng thêm. Nó nói là tại vì ngày nào tùy thợ nấu. Nếu hết thì ta làm nấu. À, thì ta khỏi bằng. Này là thử tỏi. Nếu ngon thì ta làm bánh xe. Còn nếu dở thì ta chê. Có gì hết. Bữa nay là mình nấu nguyên cái chảo bự luôn nha. Xếp cái hộp nhỏ cho anh đi con. Cho anh bưng cái hộp. Cho xả vô thử luôn cho nó thơm. Đầu bởi tôi khấu luôn mà thấy không thấy đâu nha. Quý cánh uống hợp lý lặng lẽ. Bán mà ăn hợp không thấy luôn. Dạ, cây dạy cho luôn đấy. Thơm à. Giờ bảy sẽ xào lên cho nó săn lại nha. Rồi mình cho nước dừa vô. Nè chị ba đang rửa rau muống nha cả nhà. Rau muống rất là non nhiễu luôn nha. Trời ơi em thấy em quất cái ba bó liền. Cho bữa nay ăn rau muống cho đã luôn. Nhúng chao là rau muống là hết sảy. Về chị rửa bà bó luôn ăn không hết sao tỏi hâu rau muống nay ngon thiệt. Hầu Vinh nói chuyện chuẩn bị lụm thêm em này nữa rồi nhưng mà chưa sao. Thôi bữa nay là bồi bổ sức khỏe cả nhà hết luôn nè, lấy sức lại mới được. Tới gần tháng 10 lãnh nhiều chút xíu nữa nha. Chiều cặn luôn nha chị nghe rồi. Còn nó cặn. Giờ bên này cũng khé lắm chọn. Nước dừa. Dịch nó săn rồi nè. Mẹ nhìn cho nước dừa vô. Nếu không nhiều quá nhiều qua đây. Thôi nè thì nè vừa mới ăn lẩu rồi mẹ. Bên đây thì chia qua xào một miếng vịt xào rừng, ủa xịt dại mặn. Xào mặn chứ không xào rừng. Cho cha ăn cơm. Có người không có ăn rừng được. Cha thì thích món này. Khủng khiếp cái nồi không cả nhà. Chưa sáp nha cả nhà. Tại vì chuối nó lâu chín chí xíu nha. Chuối thì nấu lâu càng dễ mưa.
chuối này là mình nấu càng lâu là càng ngon. Cái phần khoai thì mình cho sao cũng được. Dặn. Nồi này dữ dằn. Dì sẽ cho khoai vô luôn nha cả nhà. Quá trời rồi, cái nồi khủng khiếp thiệt luôn á. Dữ dằn luôn. Gà để nguyên cái chảo vậy đó. Bưng được. Ai bưng không đổ thì được ăn phải không nằm. Để nguyên vậy đó. Nghĩ làm trời không có ai bưng không đổ. Cho khoai vô thì nấu tầm tầm 2 đến 3 phút là mình nhắc xuống, là tại vì mình ra mình còn ăn bếp nữa. Cái khoai lang. Hôm nay nấu siêu khổng lồ luôn nè. Rồi. Nhìn. Đây, chín rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình ra chảo nghe, lên lửa mình thưởng thức nha. Quá trời ngon luôn. Nó phải cao dưới khoai lang. Nãy nay mình rút kinh nghiệm, mình nấu gì là vừa nè cả nhà. Cái mình bắt bếp cái nữa là chín. Nước vô là mình nhúng rau. Để củ hành lên trên luôn chị. Cho hai cái hai chảo không tiền, ngồi chỗ nào cũng được. Rồi cho củ hành lên luôn chị. Còn cái chảo nữa chị ơi, đây chảo đây nè. Nãy giờ kiếm muốn chết. Làm ba cái lẩu đi, ăn cho nó thoải mái. Quá hế à. Có hai nữa. Lẩu đã ra mâm rồi. Diền mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn vịt nấu lẩu chao với gia đình luôn nha. Rồi mời cả nhà. Mời cả nhà. Rồi nhúng vô rồi bớt ra xuống. Gãy đi gió đi không sao chứ á. Gãy cứ để bình thường đi. Rồi mời cả nhà. Cái này là chỉ ăn bún với lẩu à. Miêu khoái cần cổ. Mời cả nhà ăn vịt nấu chao với chúng mình nhé. Ăn chung dương nhạn tiền sướng lắm, mình ăn thịt không à. Chồng thì hai cái giò với cái đậu. Miêu thì cần cổ. Còn tiền thì cái chống chổng. Mấy mình ăn thịt không đó. Mời cả nhà nghe. Đây. Người hoài biết ăn gì. Ăn lẩu ra nấu chao là phải rau muống tàu. Mời cô chú anh chị. Họ thấy ăn chén rau muống nè. Trụng vô ở đó, trụng vô cho dễ. Bác gì nữa làm. Gió ai. Gió.
Cái này có quạt ăn mấy chịu nổi. Giái mưa đi. Bác Năm, giái cơn mưa đi Bác Năm. Bác Năm ướt hay lắm. Lúc này thấy trời trong xanh mà không có chịu. Có mỗi lần nhớ đi phơi lúa trong đồng á Bác Năm. Ông anh ông nói ông đi ra coi để coi coi mây nước hay mây khô. Mây nước là mưa còn mây khô là nắng. Mời cái nhà. Tao muốn này những ngon thì. Ngon hả chị? Rồi. Rồi. Em thấy rau muống này ngon. Là em mua liền. Cái này là ăn rau muống này là ăn lẩu là hết sảy luôn đó. Không còn chữ chê nữa. Thì nó trao chữ có muống hả? Bớt cái gì là cái mề thôi. Dạ cả cái mề. Không có thông cảm đi. Ừ, là mề mà không có dai nữa. Ngon ha. Cái gì mà ưa hoài không? Dạ, ăn rau muống cũng vừa phải thôi. Dạ, ăn lắm ác ba cái thịt cho hết rồi. Phải không? Gan nào cũng ngắn. Rau nhiều uống nó ngon. Rồi cái bà Bảy luôn nghe ăn chứ. Bởi vì chị nói là chị không muốn ngồi gần bà Bảy. Ngồi bên kia đi. Ừ. Uống ăn rau đi uống. Rau ăn hết đi để bà. Rồi bên đây hai cái đầu luôn. Chị hay như các ớt chập chập vậy. Khoai lang nó ngọt. Chị ớt không cho bên đây trái luôn. Mà nó ăn mày hút trò cho. Nàng nghĩ mỗi người tên rồi. Tới em. Nghe the được chứ không. Đây, cảm ơn chị. Cây cây đúng không? Cũng được thôi, qua bên dưới ba người đi. Nay không có bà ba bởi vì không ai nhắc tới ớt gì hết trơn. Vị trí ngồi cuối xe thì là ngay chứ đâu có chung được. Ổ gà, ổ gà, ổ trâu hai bà lọt xuống lật xe. Mình ăn, mình ăn đen á thì mình lấy hai bà này không ăn. Cầm nước lên. Bốn năm rồi á. Chậm lên. Nóng rồi đó cưng. Cái trang bình thường. Rau muống chín nữa đó. Hôm nay là rau muống là ngon tuyệt. Rau muống cạo này ngon. Ừ. Đụng dao vô. Vẫn nâu thế này. Đụng dao vô nhiều nhiều cho thích thật là phải. Chè rồi hả? Chè lại. Bên đây là hết húng rau rồi đó nha. Em ăn rau mà muốn ăn được ít chứ không nhiều. Hết dao này nhà có muốn. Lưng. Mẹ hết rồi. Thám ăn thịt đi. Được, thịt lấy hoài vô. Thám yêu hả? Ừ. Này rau muống ngon quá bà ba bị lóc không? Bà ăn qua bà đi mua nước đi vừa cho về tới nhà cho mất tiền liệu. Trời, tao mua mấy người phút vô đi vô sao mất tiền liệu. Ra kia bỏ đâu? Bỏ hôm tối thì rớt đi vô. Mua hai liều mà mắc hết liều hả? Bữa trước thì ảo, hôm qua này bà cảm á. Cảm nó lây. Ôi ba mình mấy bữa hết con nữa đó. Cái gì chị? Bị cảo hết hơn con nữa. Đúng rồi. Thằng nào mặn thì lướt qua đường. Thằng bảy uống dế, nhẹ uống dế rồi. Lụm lại. Vậy là ông ba rồi tới bà hai. Tới bà ba. Cái ông tính sao? Có nhà mà không bị cảm này là lây giáp sớm lây giáp luôn á.
Ngon không đắt? Ba chén hả? Đắt mẹ gái cho nó chắc nó chạy theo dữ lắm. Nhận không ra đi. Em bé buộc con chén nó gương mặt sao là nó gan đó. Vậy không? Đẹp gái nữa. Đàn bà chăn bún luôn chứ mình không ăn gan ha. Cái ruộng chó. Đúng rồi. Đắt không hay gì? Người giữa với người Úc. Mình ăn cắt hay gì? Đắt không rồi. Thì ghen với tôi đó. Giải dặn luôn. Mấy người em đẹp gái lắm. Sót cho mấy tôi. Cả hàng nó giống gì Úc. Hết ra cái gì rồi. Hết ra. Ăn người xui hết ra. Chị gạo chết này. Thôi đi nhiêu ăn được rồi. Nhiêu ăn hết. Có hai hả? Hết gạo rồi nghe chó. Bởi nó ăn gì đâu mà giật. Hai cháu mình coi thôi. Gạo nhiều ngày nữa. Thôi gạo nhiều ăn tới lâu đi. Hấp chào này nó hay lắm luôn con. Ngon quá hấp đùm lọt. Mấy chén đó. Thôi rồi. Thôi rồi, mày làm gì vừa. Ông ăn gì xa. Nó hấp vậy đó. Đơn giản vậy chứ. Cái bún cũng vậy nữa. Cái bún nào á có ngon hay không á là cả nhà để cua đất là biết liền à. Để cua đất á. Ngon ngon. Hấp thường. Anh hấp một cái là không thể nào mà nói được, ngồi gần mà cũng thấy thèm nữa. Không thể nào tả được thành lời. Vậy tới nấu chao này nè, vậy là mình mua gạo nhiều hơn thịt đi. Tới gạo nó chạy hơn thịt đó cả nhà. Mua một con vịt được rồi. Mua ba bó gạo á, nãy ai nói thôi lặt ít ít thôi, đừng lặt hết, ăn không có gì hết. Mà ai ăn sao là không có gạo ăn nữa nha. Mà thật còn phải không? Trời, thấy gạo với hai dĩa bún là bún hết à. Còn bún nhiều lắm nha. Bắt bà giáo tư lắm nha. Bốn cục bún rồi đó. Và bún nữa. Đây. Quá rồi. Cái lửa luôn chơi. Đó, khoai cho nguội lên. Chơi cục xương coi. Rồi, rút kinh nghiệm. Ba nghe để nguội. Rút ra chén. Chén ngon. Chén ngon. Chén ngon. Thịt nếp nè bảy. Hai bà tắt đi. Xương nè. Cái gì thì giờ này ngủ rồi cả nhà. Tí xíu nữa còn chưa còn lại cha thức dậy ăn sao. Thì hôm nay á là có nấu một nồi lẩu vịt nấu chao để tẩm bổ cho mấy cô sau những ngày sau cái gặm đi, sau cái gặm tháng 7 vất vả rất là nhiều luôn á. Thì mấy cô đây cũng đồng hành với hai chị em gì rất là nhiều luôn. Thì đại diện gia đình cũng cảm ơn mấy cô rất là nhiều luôn nghe đã giúp đỡ. Thì Duyên cũng cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lúc nào cũng quan tâm và theo dõi video. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.